Anh em được con này em ơi. Đứng con nè. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh nước của em nha. Đây bữa nay có ông anh rồi chơi nè. Hai ai da. Hai anh em ra giờ cũng trễ rồi, mấy. Ai da. Đây anh em ơi. Mấy anh em gai đồng mà có gì quốc đó lấy gai để gai được nó. Một phòng. Với mấy quả trứng với gỏi nè, với bạch tuộc luộc rồi vậy nè. Dưới ngồi đuổi chim. Dạ. Yeah. Dùng tiếng rồi. Vô. Yeah. Đây. Này làm tiếng ở Châu Thành hả nha măng tí. Châu Thành. Châu Thành. Rồi cảm ơn nha. Trời ơi. Tiếng Châu Thành. Ra đây ngồi hai anh em ngồi ngủ mũi. Hai trong hậu bữa ngủ mũi từ cây này nè ngủ mũi hết bữa rồi, mũi lông thần. Bữa đó là mũi no luôn không? No bọn ông buổi chiều là trời gió này không có mũi nó im nè, được. Lan hoàn hồi mũi dữ thần. Rồi vô quốc lai gai đi, quốc Cà Loan cái đầu mình đợi canh chim bay trễ quá bữa nay. Thì bả lưới nè, bữa nay lên nước quá trời nè, cháu đủ quốc cái à. giờ ngồi canh chim bay thôi anh em ơi, để đi họ có gì đẹp quá anh em xem. Nó nè, bắt đầu có chim bay lai gai đó anh em ơi, mà quá không thấy, để trên gió vậy gió có tác dụng gì đâu nè. Mới còn con lọt vô mê cung mở bay ngoài, lọt nó lọt ngoài anh ơi. Hai anh em ngồi canh đó. Như con khỉ nè nó, tổ hù hết thấy rồi. Hai người ngồi như. Thấy không bay hay là. Kìa, nó bay kìa. Tối quá tối rồi không thấy. Nè. Thấy cái bóng nè. Hồi nãy con sấy mở bay mẹ rồi. Mẹ nó lọt vô mê cung đó rồi mà còn bay ra được thấy không? Kêu luôn rồi, cờ nó bay rồi, tối quá tối luôn rồi anh em ơi, hết thấy anh chim mà, hết thấy hình thấy hết, hết thấy hình thấy dạng chim mà, dính đường chim đầu tiên nghe anh em, ông anh gọi lấy rồi, công hả vậy, đậu, đứng chưa, kè đứng con kìa, ông anh chạy ông gọi rồi. Nhậu thôi. Nè nhậu nè. Cờ dính đường con nè. Ông anh ngoài ông gỡ ngoài cờ đó anh em thấy không? Đó. Đó, ông anh chặn đứng gỡ ngoài đó. Bữa nay chim bay trễ quá nên không có quay được mấy cảnh mà chim nó sẵn sàng anh em xem chơi cho vui. Dính đường con rồi đó. Bữa nay mà ruộng nó lên nước nè anh em. Bữa nay ruộng ta đang lên nước nè, chim hay tắt gớt ngoài tà le cho anh coi. Quá trời luôn, nước quá trời nước luôn nè. Hồi nãy là có chim bay giờ nó đậu trên tàu cây đó, cây nè. Nó có bay loạn chứ, tại ngay đường đi dân hơi cao. Chạy quằn giò hả? Cái này là trời này uống bia không biết sỉnh luôn nè. Kìa, từ từ té. Có cái đèn nè, em hai ba cái đèn mà. Hả? À. Em được con này em ơi. Đứng con nè. Hai chú ngày bữa nay. Một chú lụm lúa. Ơ ừ, được cọp vậy nè. Ngoài gì đó hai mối không là cứng khừ như băng mà liền nó vô tán ly bia là nó đúng cái góc em để luôn đó, nó lùm lúa
đồ nghề đó anh em, đó hai anh em đang ngồi nhậu nè. Chắc giờ là ngồi nhậu thoải mái rồi đó, khỏi sợ rồi đó. Dạ. Khỏi sợ chim thấy mình rồi đó. Kệ nó đi chứ giờ sao giờ. Đây nè, hai ba cái đàn nè, hai cái đàn nè. Nè, chuẩn bị thủ mình cái họ cái gì có biết đâu hên hên bà độ hên hên cái dính cái hai anh em mình chạy. Cái này là đồ yên mà ta. Vô. Vô, mà mạnh em nha. Mạnh em nha. Vô. Thứ gì chịu nói bách xa. Chay 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 cái liệu trơn nè, kêu chịu lại tối là ngủ đêm ngủ. Lấy gai, lấy gai vậy không? Nước chấm này ba làm ngon không biết. Im, nãy anh mua đâu? Cái nãy anh mua đâu? Gần cầu Phong Mỹ. Gần ông Mỹ Tú dưới hả? Dạ. Giờ đọc cái áo vô rồi đó. Lạnh hả? Không có lạnh, nhưng mà cái vô cho lịch sử luôn. Thôi chim ở trần, hồi chết. Chết chạy giết mắc áo luôn. Thôi là không thôi đựng con nữa, hai con cũng ngon rồi. Nè nó bay lòn tuốt. Có mấy bữa nó bay lòn nhiều lắm, hai sáng em tức. Mồi quá trời đây nè. Hai người ăn xong hết rồi. Gầm. Lục quá trứng lòng đạo nè. Nước mắm này làm ăn ăn. Đậu phộng này không chắc không tới nó rồi. Ừ. Hồi đâm ra được đậu phộng này là tối nó bụng ăn biết không? Đem theo chữa trái đem theo tại nó khô để được. Tối chữa trái nói tại nó béo. Cái đem vô mình ăn. Ăn cái uống nước vô là nó no liền. Nhưng mà là nó không có bổ rồi đó. Nhưng mà ăn cho tới cầm gừ được tới sáng. Anh này đi em đem mì gói. Đem mì gói em ăn không, không quen. Khuya không là khuya đi xôi vắng rồi kia. Ừ. Ủa thấy có hột quẹt hay là thấy nướng. Đợi em với ông đồng thổi xe đét đó. Là mấy con cò nè, mấy con cò lấy vô nước trời mưa vậy nè. Trời mưa anh mưa gai luôn nè, nướng đâu có gì đâu nướng. Xe lá chuối à? Xe lá chuối nướng, bắt đầu lấy lá chuối đốt cái trái rồi dục vô. Cái trái có cọng chuối á, họ cũng than không à. Trái không có lấy lá chuối từ ụp vô để cho tự giữ hơi hầm lại họ chín. Bỏ cái lon nè, bỏ được cái lon bia nè, nướng trời ơi. Anh em mà được mấy con rồi. Giờ còn cái hai đang còn canh canh thôi. Có thêm có con nào nữa không? Đây bên này coi như đói há mồm anh em ơi, bên này mới giờ này mà có một con một nè. Chim không bay không gì cho luôn nè. Rồi làm sao giờ anh tiếp? Nó ngồi đây nãy giờ không có chim bay, ai cũng nói đồng háp. Ai cũng nói đồng háp chim nhiều dữ lắm nhiều. Đây kia nó sáng rồi còn lâu mà. Rồi mà ai cũng nói đồng tháp chim nhiều dữ lắm nhiều đây, đây. Nãy giờ hai em ngồi muốn ngục mắt luôn được giờ một hai con bay leo nghe chục con không tới rồi. Ngồi từ chiều giờ ngồi nhậu từ chiều giờ. ngồi nhậu từ hồi chiều tới giờ từ chiều giờ tháng trăng lên giờ trời tháng trăng lên có chim không lên thấy bà rồi mà được hai con nó quýu vô cái xong phim không gỡ nó được rồi xong. Tháng mồm nhưng mà bữa nữa em giá trời gắn bữa nay được 5-7 con nhưng qua nữa là ngon. Ừ, xong nè. Rồi vậy thôi, ai đi để em gỡ mày lại dọn dưới còn sớm bây giờ mấy giờ không biết. Chứ giờ có 7 mấy 8 giờ rồi. 19 giờ. 19 giờ là 7 giờ, 7 giờ 7-8 phút. 7 giờ 7-8 phút. Còn sớm dọt về em thôi, về dưới đây dưới xa đi dưới... chạy tối rồi lại gai xỉn nữa nhậu dữ thằng nè thằng men nè. Rồi còn quá trời mọi đây sao đây nè không biết sao đây có anh em nào ở gần đây lại đây nhậu có anh em ở gần ở huyện Thanh Bình không trời nhậu quá trời nè còn hai anh em nè. Rồi vậy thôi để ông ấy con công chuyện cái rồi đây để tối qua sao hả anh em ha. Anh em mà tạm biệt anh Tiến anh em anh Tiến giờ xong. Nè.
Tạm biệt anh em nha. Yeah. Đi về. Về trễ rồi. Về hỏi chim. Về định chi về gần hỏi bắt. Về bắt chim. Sẵn xài ở dưới nhà luôn. Rồi về khỏe ha. Rồi. Rồi thôi em ơi, anh về rồi. Em dọn cái tấm cái tấm bạc nghề lại. Cái mặt nghề được nó một ngày để nó dấu gáo cái đằng mai cái mình dọn lại nữa. Bây giờ ở đây mình tận dụng nữa nha anh em nha. Rồi giờ dọn làm thôi đây. Giờ mới có một con một mà. Chim con này không bay luôn đó. Cái đó là thiệt tình luôn đó anh em. Chứ không phải con mà anh đó em nói dối làm gì. Được. Mẹ từ chị giờ chừng chục con chim bay thì lấy gì mà ăn. Chục con chim bay mà xảy hết mẹ hết hai con rồi. Nó đồng hết chứ nhiều không nhiều đâu anh em ơi, tùy theo luôn. Bắt hoài chim nó cũng giảm. Còn mấy con chim bay thì khó mà ăn đó. Rồi bây giờ gửi tay cái chân chạy giống nằm thôi. Để coi từ đây tới tối có con chim gì chim đậu nữa không. Nãy con chim đậu đây nè, mở bay uổng ghê uổng thiệt tình. Rồi giờ đi gửi chân thôi, tôi dép tổ ong huyền thoại nè. Giờ đi gửi chân cái đầu lên võng nằm gình coi đây tới chừng 10 giờ hơn có thêm gì không anh em. Chứ bữa nay nó thấy hơi meo rồi. Bữa nay là người ta lên nước nè, chim nó gớt. Chim sẽ gớt lung tung ngoài hết cho coi. Mà sáng sớm như mơ mà cũng còn giặc nó đảo rồi nè anh em. Nó bay rồi. Hồi nãy giờ nó bay nó chập lưới, nó né lưới 100 cái gì vậy. Nó bay xuống bên dưới đây rồi. Nó bay rồi. Rồi kìa. Né lưới tiếp tục nữa. Né lưới. Đó, lặn vô. Nãy nó làm được 100 cái chết mẹ đám ruộng rồi. Rồi ăn mà chó luôn, đắp túc ngoài kia luôn nha, ăn mà chó luôn rồi. Đắp mì vô cho đẻ không ơi. Nó bay rồi, mình thấy nó đi nó bay rồi. Mà nó né lưới nó vào 100 cái rồi. Khôn cái ghê hả? Né lưới thì hay lưới né lưới mà. Mấy con này chắc bay luôn rồi. Chết mẹ nó còn bay về nữa chứ kìa. Má tưởng mày đi còn bay về nữa kìa. Còn bay lên nữa kìa nè. Canh cho nó đậu gần dưới rồi mình đi hồi. Chứ giờ này nó hết đâm lưới rồi, vậy đâm nó thấy rồi. Tưởng là bay luôn cho anh đậu kìa. Rồi nó đặt đọt cây à. Rồi nó đặt đọt cây vẫn nè. Nó đặt đọt cây đã thua rồi. Bay. Rồi nó bay qua nữa kìa. Má làm gì anh đậu nó gì không nổi hay gì á. Đó là. Tới giờ này 6 giờ mấy 7 giờ em chưa về nhà nữa. Bữa nay thổi thắt quá à. Má không có chim bay. Tức gì đâu á. Tiêu là ba đống tiêu trời. Ta bắt được tiêu không thấy. Đó bay. Cái nó đậu à. Cái ba nó đậu để thôi bắn luôn tìm ơi. Đây con mới bước nó đậu đó, mới bước qua đó nó bay mất tiêu luôn em, không kịp bắn. Nhìn không thấy nó bay rồi. Coi như bên này há mà bãi cái gì là lưới thấp xuống xíu nữa. Nó mới vừa ở tầm.
chim nó bay nó đỡ ấy, chứ buổi chiều mình nhà ăn buổi chiều, mà buổi chiều chim né lưới hết trơn, lấy con khỉ gì mà ăn. Nhưng mà né nó đi không được, tức ghê luôn á. Cơ hội bắt sẽ không cao lên. Nè anh bảo em bữa nay nè anh em, thắt rồi, nay thắt rồi. Bữa nay há mà bữa nay được có hai con chim. Trời ơi. Được có hai con nè. Nè. Bãi ở nhà biết được mấy con không biết. Ở đây được có hai con chim nè. Tức gì đâu á. Chân sáng lên với bãi khoáng ấy kìa nè. Chim bay tự nhiên sao chim bay yếu xịu không biết. Ví dụ chim nó bay ngang mà nó không gớt hay gì đó, hoặc là nó đâm ngoài rồi mình còn hy vọng đồ. Mày không có chim bay coi như thua. Bãi cái nói nhà hói chim này bữa này bữa kia thôi anh em. Hên xui thôi. Chứ nói mà bữa nào cũng trúng hết không có chuyện đó đâu. Thấy mẹ hết chứ chúng. Chứ chúng hoài hết xây nhà lầu à, ô tô mua chạy à. Giờ lên tới giờ trễ mà còn chưa về nhà nữa. Tự nhiên ngồi hút cái hút xong cái bị cảm luôn. Giờ mấy giờ để qua anh em xem mấy giờ rồi. Bây giờ là 6 giờ 55 phút rồi anh em. 06:55 đó, số nó bị ngược rồi. Bây giờ về thôi. 7 giờ rồi, 7 giờ trời rồi. Chưa về chưa có là ôn hồn hết. Giờ cuốn nó có xu nè. Cuốn nó có xu bắt đầu đi về. Tức cái ghê á. Thôi đi về anh em ơi, đi về. Ngày mai mình gỡ gạt lại. Tại qua hành làm như qua mưa hay sao chim yếu đi. Qua mưa đây ướt đường bữa nay giờ dở khô lại nè. Có tấm cao su mấy anh em ngồi nhậu đó, hồi đây rượu tối đem về nữa làm tấm nhậu nghề. Nữa mình lo làm nhậu. Thì clip em xin kết thúc đây nha. Tạm biệt anh em, hẹn lại anh em clip sau nha. Bye bye mọi người.